Bạn đó đổi đoán là bạn Silver đấy các bạn ạ. Bạn Silver rất nhiệt tình luôn. Bạn ấy có cái xe máy ở đây thì bạn ấy giúp mọi người đi lấy gỗ này để về làm nhà này, đi chở cỏ để về dựng nhà này, để làm mái này, xong là chở sắn này, chở các thứ của làng bán. Bạn ấy rất là tốt luôn các bạn ạ. Bạn Silver này tính bạn ấy rất là tốt luôn. Mình nói chuyện với bạn ấy một vài lần nhưng mình thực sự mình rất là quý cái tính của bạn đấy. Con người sống nhiệt tình và nhiệt huyết đấy. Tính của bạn đấy là cũng là rất là để đáng nhiều người phải học hỏi. Thì mình tiếp xúc với bạn đấy có ít thời gian thôi nhưng mình thấy là rất là tốt. Một chàng trai tốt. Chàng trai Angola. Chỗ mấy viên gạch mà vỡ góc này thì nó vừa là hơi khô vữa một chút các bạn. Thì là mình đã bảo là cho thêm nước vào này để cho nó dính dính một chút. Chứ xôi vò thì cũng phải sệt sệt chứ không thể khô quá được. Khô quá sẽ bị vỡ góc. Đây các bạn nhìn này. Đấy mình bổ cho bạn ấy lấy nước vào thì là nhìn viên gạch nó vuông đét ngay. Rất là đẹp, bóng. Đây chú cũng vừa nhấc lên này. Mọi người nhìn này. Viên gạch rất là đẹp luôn. Nên viên gạch ở trên này là hai hàng này là để khô quá. Cái vữa nó hơi khô. Để gió nó hút khô quá. Các bạn nhìn em nhỏ này, em nhỏ cùng với trai người rất đáng yêu luôn. Tin địa ta phát ra kè. Tin địa ta phát ra kè. Em ngại. Em ngại em không quay ra đây. Quay ra đây chú quay nào. Ô lê kì. Chú quay video đẹp nhá. Kỷ niệm nhá con nhá. Sau này lớn lên con có thể vào YouTube con xem nhá. Quan đủ phích ca. Ao tú. Mama. Ba ba bố để phát like entra YouTube mặc tin về. À ok. Sau này con vào con xem con sẽ nhớ ngày hôm nay nhá con nhá. Hy vọng là trong quá trình là chú cháu mình hỗ trợ bản làng thì là tương lai là mọi người sẽ có của ăn của để, là sẽ không bị đói nữa và có những cái món ăn có thể đổi được món. Hy vọng rằng điều đó là sẽ đến các bạn. Chỉ cần có nước thôi. Chỉ cần có nước là mình sẽ làm được. Chỉ cần có nước. Nên nước là rất quan trọng. Chỉ cần có nước. Người Việt Nam mình đi bất cứ nơi đâu, từ thùng xốp, hộp xốp, từ bao, mọi thứ là người Việt Nam mình cũng đã trồng được cái cây rau, cây ăn rồi. Hay là trồng dưa tại nhà, hay trồng đủ các loại khoai tại nhà. Nhưng còn đâu là mọi người ở bên này thì là mọi người không biết cái cách làm. Thì hy vọng rằng là mình cùng những anh em mà đang làm YouTube ở bên này đấy, trong quá trình mọi người cũng đều đi làm hết thì là mỗi ngày thì là hy vọng là sau này đất nước Angola châu Phi thì sẽ ngày một tốt đẹp lên. Mọi người biết cách làm lên. Thì dân giàu thì nước mới mạnh được các bạn ạ. Còn đâu là hiện tại thì thực sự là bên châu Phi này, bên Angola này mọi người còn nhiều khó khăn lắm. Hôm nọ có mình đọc comment của một bác ở bình luận ở trên kênh ấy, thì thực sự là mình cũng rất là cảm động. Thì là bác bảo là có lẽ con sống ở thủ đô nên khi con về tỉnh, con về nhìn những mái nhà tranh, những mái nhà mà đắp đất mà xây bằng gạch đất này thì là con không quen. Thì đúng thực sự là con không quen bác ạ. Vì con ở đây là toàn làm công trình ở ngoài thủ đô ấy, nên không có cơ hội để đi về tỉnh để nhìn được những cái ngôi nhà như thế này. Thì là khi mà lần đầu tiên mà nhìn đến những ngôi nhà đắp đất mà làm bằng rơm như này thì thực sự là cũng có một cảm giác là bị sốc một chút. Bởi vì thực sự là mình không nghĩ là người Angola này khổ đến như vậy. Bởi vì thực tế là ở bên này khi mình sống ở ngoài thủ đô ấy thì mọi người chỉ là làm nhà tôn ấy, hoặc là xin được những tấm tôn cũ mọi người quay lại thành nhà thì là mọi người ở đấy. Thì như thế là mình đã thấy là khổ lắm rồi đấy. Để thiếu thốn đủ thứ hay là mùa nắng thì đã rất là nóng rồi, đã rất là khổ rồi. Thì khi mà nhìn đến những ngôi nhà đắp đất mà làm nhà bằng rơm thì thực sự là mình bị sốc một chút. Nên là nghe bình luận của bác thì là mình cũng ít nhiều mình cũng hiểu ra vấn đề. Đây mọi người nhìn này, đây là ngôi nhà của chú Si Cù. Đấy là ngôi nhà của chú. Đấy nhà gì bằng bao, bằng cây, xong là đắp đất ở bên ngoài. Xong là trên thì là mọi người cắt những cái cây cỏ rơm ấy, như kiểu cây
cái cây cỏ bên này nó cứ mọc cao cao ấy, nó như cây lúa của mình, nhưng nó cao lên đấy. Thế là mọi người cắt về phơi khô, thế là mọi người lợp thành mái rồi. Còn xa xa kia là nhà vệ sinh của nhà chú, đấy cũng quây bằng cái cỏ luôn các bạn. Đây là toàn bộ diện tích mà chỗ nhà chú mà quây đây, dựng cái mấy cái thanh gỗ này đây. Đấy mình quay cho mọi người xem. Nên là khi mình nhìn đến những ngôi nhà này thì thực sự là mình, cái cảm xúc ở trong mình nó cái cảm xúc nó không biết diễn tả như nào, nhưng thực sự là bị sốc một chút. Bởi vì ngoài Nunda mình không nhìn đấy, mình sống ở đây mười mấy năm mà mình không nhìn đến những ngôi nhà nào như này luôn các bạn. Đúng thực sự luôn. Nếu bạn nào sống ở Nunda thì các bạn cũng hiểu đúng cái cảm giác như mình. Nếu không đi vào tỉnh thì không thể nhìn thấy những cái cảnh nhà như thế này được. Mà lại ở bên đây mọi người nhìn này, ở đất trống đồi chọc luôn, nơi mà không có điện, không có nước, cũng không có trường học, không có trạm y tế. Nên là cái khung cảnh này là mọi người nhìn này, đất không trồng được cây gì vì không có nước, nên chỉ để chỗ ở thôi. Tất cả đều nhà rơm 100% hết, nhà rơm và nhà bằng gỗ. Cái cây này này các bạn, cái cây này này mình chả biết cây này nó tên là gì luôn, thì là không biết cây này nó tên là gì. Thì mọi người cứ chặt ở trong rừng về là mọi người dựng thành nhà. Xong là có vài con gà mọi người thả này các bạn nhìn này. Ở đây thì mình không nhìn đến lợn dê gì cả, nó chỉ nhìn đến mấy con gà thôi. Nên là khi mà vào bản làng, thăm bản làng 16 hộ này thì là mình thấy là cái bản làng này là khó khăn nhất. Nên là chú cháu mình mới là có ý là muốn hỗ trợ cái bản làng 16 hộ này. Thực sự là họ rất là nghèo luôn các bạn. Thế mọi người nhìn đấy, rất là nghèo luôn. Thực sự. Đây mình quay lại gần một chút để cho mọi người cùng nhìn. Đấy là một nhà hàng xóm bên cạnh của nhà chú Si Cù ấy. Mọi người nhìn này. Nhà đây là cái gian bếp bằng rơm. Còn đây, nhà của mọi người đắp đất đây. Đấy. Còn đâu là thùng thau chậu là vứt lung tung cả. Thì là trong một hai hôm tới thì mình sẽ cho mọi người là sẽ dọn dẹp xung quanh các bạn. Mình sẽ cho mọi người dọn dẹp. Sẽ phổ biến cái sống sạch để cho mọi người dọn dẹp xung quanh nơi ở. Chứ các bạn nhìn này, tông tiếc các thứ này, vứt bừa bộn này, xong là kể cả cái ngoáy phun bột sắn này, vứt xuống dưới đất như này, xong lại mang lên cho lên cối giã đấy. Không, nên là mọi người nhiều khi là mọi người không hiểu được là như thế nào ấy, không hiểu được bẩn là như thế nào ấy. Nên là mình cũng sẽ có một cái clip này, mình sẽ hướng dẫn mọi người là vệ sinh sạch sẽ và vệ sinh cá nhân và dọn dẹp quanh khu nơi ở này. Các bạn nhìn này, quần áo rồi vứt lung tung, giày dép thau chậu thùng đây các bạn nhìn này. Đấy, nên là ăn ở như thế này thì không ốm mới là lạ. Nên là dân trí người ta vẫn kém ấy. Nên là mình cũng sẽ hướng dẫn dần dần. Thì là mình sẽ hướng dẫn người ta vệ sinh xung quanh nhà ở trước và dọn dẹp những cái quả cây và những cái vũng nước hay là những cái hố đây đằng sau nhà đấy các bạn. Để cho cuộc sống của mọi người ngày một đi lên, để mọi người biết là cái sạch là như nào. Đã có giếng nước sạch rồi thì là xung quanh nơi ở là cũng phải sạch sẽ. Hy vọng rằng là những cái chú cháu mình hỗ trợ và những cái lời tư vấn của chú cháu mình nhé, thì là mọi người cũng sẽ biết là để dọn dẹp cho nó sạch sẽ để cuộc sống nó ngày một hoàn thiện hơn, sẽ không để bừa bộn như này nữa các bạn. Đây là gian bếp của cái nhà này, ở đây này các bạn ơi. Cái gian bếp của mọi người này. Đấy, đun nấu kê ba viên gạch này. Đấy, đun bằng củi, bên này thì rất là sẵn củi luôn. Đấy, cái gian bếp của mọi người. Đây các em nhỏ là cũng thấy chú đi quay là cũng đi xem luôn. Ê, con đi con. Con một chào bác sĩ. No mì. Hả? Cú lú. Gudu. Gudu. Gudu nè. Gudu. Khi nè. Bác sĩ no mì kế. Khi nè. No mì. Lydia. Đi đĩa nhé. Ok. Ok, con về đằng kia con chơi nhá. Ok, você vai lá, bác sĩ à? Ok. Senta ali á.
Ok, mình bảo các em nhỏ này đi về đằng chỗ đóng gạch kia chơi. Ok, đây mình quay qua quang cảnh cho mọi người cùng hiểu rõ là đấy. Đất không này, các bạn nhìn này, nhìn các bạn nhìn cỏ này, chỉ có cỏ thôi, không có cái cây gì cả. Đấy, còn đâu là xa xa là dưới cái gốc cây bao bắp to kìa các bạn ơi. Dưới gốc cây bao bắp to kia là cái chỗ nơi mà cái giếng mà 2-3 hôm nữa là chú cháu mình sẽ xây cái giếng ở dưới đấy. Là cái giếng đấy là sẽ là nằm giữa của những cái nhà đang ở này, 16 hộ dân người ta đang ở này. Khi xây giếng xong rồi mà có nước thì là mình sẽ cho mọi người chuẩn bị dọn cỏ, vệ sinh sạch sẽ ở đây thì bắt đầu là cho đánh chiêu ra. Mình sẽ cùng với chú là sẽ cùng nói chuyện với bác trưởng bản để là xem là ở đất ở đây là của những ai. Là mọi người sẽ là làm như thế nào, mình sẽ cho mọi người đánh luống ra. Và để phân chia là trồng cái gì thì là mình lúc đấy mình sẽ nói chuyện với bác trưởng bản để cho bác lắm được. Đấy, mình quay một vòng để cho các bạn nhìn qua để hiểu rõ về cái bản làng này, cái bản 16 hộ này. Đấy, đất không này có làm gì đâu các bạn, rất là lãng phí. Ok, mình bảo chú mấy cả ca nụt là làm đến đoạn này thôi, xong là đi lên trên đầu trên kia các bạn ạ. Cái núi này là núi đi của mọi người, nhà làm một đường dài này đến đây thôi, xong là lại bắt đầu là lên trên kia. Phải tiếp tục lối hai hàng nữa là chạy thẳng dưới đây các bạn. Cứ hết bữa thì thôi. Thì xong đóng xong rồi xem mình sẽ tính là xem là đủ gạch chưa. Tí mình sẽ đi một vòng mình cộng. Silver. Silver. Bulito á? Silva, você já tem boné? Tem boné? Tenho, Skoda, tenho. Já tem? Tenho. Ok, você já tem quantos filhos? Tenho 6 filhos. 6 filhos? Sim. Oh! Tenho 6 filhos. Um boné? É. Ô, các bạn ơi, mình vừa hỏi bạn Silva là Silva, bạn đã có vợ chưa? Bạn là bạn ấy có rồi. Thế mình hỏi bạn ấy là thế bạn có bao nhiêu con? Bạn muốn được 6 con các bạn ạ. Con từ mini nào, con từ homem? Ba trai ba gái, bạn đẻ tốt đấy. Đây chú bắt đầu đóng được hai hàng, ba hàng nối tiếp rồi đây. Chú vữa kia là cũng sắp xong rồi các bạn ạ. Thì là bây giờ là mình sẽ đi cộng sẽ là khoảng bao nhiêu viên rồi. Thiếu thì là mình lại tính là đóng tiếp. Mỗi lần về bản này là chú cháu mình đi rất là xa luôn các bạn ạ. Trên dưới 140 cây. Trên dưới 140 cây nó đi lòng vòng nữa là 150-160 cây. Mỗi một lần đi về bản này đấy các bạn ạ. Nên là không phải lúc nào là mình cũng lên bản được. Là mình còn một số việc nữa là mình ở ngoài luôn đa đấy. Thì là mình sẽ tranh thủ thời gian và mình sẽ về những cái công việc cần thiết thì mình sẽ về giúp bản các bạn ạ. Được cái ở bên này thì nó cũng không hạn chế tốc độ được khi mọi người lái xe đấy, nên là cái đoạn nào thoáng thì mình đi nhanh hơn một chút. Chứ nếu ở Việt Nam mà cái khoảng cách mà 140-150 cây đi mất mấy tiếng đồng hồ thì cũng rất là mệt, 3-4 tiếng. Chứ ở bên này thì là mình cũng chỉ đi tầm hưởng 2 tiếng, hơn 2 tiếng một chút là mình đến rồi. Chứ ở Việt Nam chắc phải trên 3 tiếng. Đây, vừa đi vừa về của chú cháu mình là trên chặng đường từ thủ đô về trên bản này á, thì là cũng là mấy trăm cây vừa đi vừa về trong một ngày đấy các bạn ạ. Là hôm nay là chú cháu mình tranh thủ xuống là đóng gạch để 2-3 hôm nữa là để xây giếng. Chứ nếu mà không bố trí thời gian xuống đóng gạch như này thì là cũng không xây được giếng, mà cũng không lên được clip để cho mọi người cùng theo dõi quá trình được. Nên là chú cháu mình tranh thủ thời gian thì hôm qua hàn cái khung và hôm nay là xuống đóng cho mọi người, thì là sau 2-3 hôm nữa thì là sẽ có gạch để xây giếng các bạn ạ. Hy vọng là mỗi một clip được đăng tải thì là các bác, các cô, các chú, các anh chị thì là ủng hộ Huy Khánh nhá. Để ra được một clip để gửi đến
toàn thể mọi người ấy, thì là cũng nói chung là hai chú cháu cũng rất là vất vả, đi phải sáng và đi sớm, có thể chiều về muộn muộn vì đường xa các bạn ạ, nó còn liên quan đến tắc đường nữa. Lắm hôm nào mà không tắc đường thì đi nhanh, mà tắc đường thì lại mất thời gian. Thế này, chỉ cần những lời bình luận động viên của các bác, các cô, các chú, các anh chị thì là mọi mệt mỏi nó tan biến. Nên là rất là hy vọng là được mọi người ủng hộ để xây dựng kênh ngày một phát triển. Còn qua đây thì là Khánh cũng muốn nói với mọi người rằng là kênh Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi của Khánh ấy, thì là sẽ đa dạng từ ẩm thực, từ hài hước đến đời sống văn hóa và hành trình thăm bản ở những bản làng quê mà thì nghèo khó, thì là chú cháu mình sẽ dừng chân và giúp đỡ mọi người. Thì là hy vọng là bất cứ clip nào được đăng tải thì là mọi đều nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Hy vọng rằng là kênh Huy Khánh Vlog là ngày một lớn mạnh hơn, đến gần được với nhiều khán giả hơn. Và mình cũng cố gắng để sẽ ra được những cái clip mà hay và ý nghĩa nhất để gửi đến tất cả mọi người. Chỉ cần sự quan tâm của các bác, các cô, các chú, các anh chị thì là cái gì Khánh cũng làm được hết. Đi làm về tối mệt, ngồi đọc comment của mọi người thực sự là rất là vui và hạnh phúc. Bởi vì mình làm được một cái gì đấy, mình làm được cái gì đấy giúp đỡ mọi người đấy, thì mọi người comment và ủng hộ ấy, thì thực sự là mình rất vui và rất là cảm ơn các bác, các cô, các chú, các anh chị. Và tự hứa với bản thân rằng là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ hoàn thiện mình nhiều hơn nữa và sẽ giúp đỡ được nhiều bản làng hơn nữa. Để khi sau này mà Khánh không còn ở Angola nữa, Châu Phi nữa, thì là khi về Việt Nam ấy, thì là mình cũng sẽ có cơ hội để mình lên những vùng cao của Việt Nam mình, thì là mình cũng có thể là hỗ trợ được mọi người một chút. Hy vọng là mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Chú mình mới ca lột với mọi người đang đóng sắm gần xong rồi các bạn ạ. Rất nhiều gạch luôn các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Đúng vữa cũng hết rồi. Thì là trước mắt là mình đóng trong cái khoảng mấy trăm viên gạch này thôi các bạn ạ. Thì là sau đó là mình xây rồi xem là hạ cốt xem nó đến tầm nào, nếu thiếu một vài hàng ở trên thì lúc đấy mình sẽ tính đóng sau, khuôn mình có rồi. Thì là mình chỉ cần đảo mình đóng xong mình xây thêm là xong. Còn đâu cái phần hạ cốt thì là thoải mái, gạch để hạ cốt rồi các bạn. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì là từ đảo vữa đến trộn vữa đến đánh, đảo vữa trộn vữa và đóng gạch thì là cũng sắp hoàn thiện rồi mọi người ạ. Thời tiết hôm nay là cũng rất chiều luôn các bạn ạ, rất là mát mẻ. Các bạn nhìn này, bầu trời này râm mát, thời tiết rất là mát mẻ luôn. Đống vữa cũng đã sạch bách rồi các bạn ạ, sắp hoàn thiện rồi các bạn ạ. Sau 2-3 hôm nữa là chú cháu mình sẽ tiến hành là xây giếng. Thì là cũng phải bình tĩnh vì mình xây tầm khoảng 1,5 m đến 2 m, xong là mình để khô, xong bắt đầu mình mới hạ cốt rồi các bạn ạ, để cho vữa nó khô đấy thì mình mới hạ cốt thì nó không bị lất giếng. Chứ vừa xây xong thì không hạ được, thì cũng phải đợi 1-2 hôm thì mới hạ được. Thì nói chung là để hoàn thành cái giếng là chắc cũng phải cả thời gian chờ đợi. Xây thì nhanh mới hạ cốt thì nhanh thôi, nhưng mất thời gian để chờ đợi để cho nó vữa khô để mình hạ cốt đấy các bạn. Chắc là trong khoảng 1 tuần thì là sẽ hoàn thành cái giếng là cho bản. Đây mình quay qua một lượt để cho mọi người cùng xem này. Đây các bạn ấy đứng xung quanh đây. Một số mama về nấu cơm, một số mama đang nhặt rau. Đấy, đóng được thành hình chữ L đấy các bạn ơi. Đấy, được mấy trăm viên gạch. Ra bộ đôn tổ đếc, Carlos. Ok. Ba, ra các bạn. Ra ta đấy. Ok.
mình với các mama là đóng gạch xong rồi thì là mọi người đi ra xem thành quả công sức của toàn bộ mọi người. Ok các bạn, thì là bây giờ là cũng muộn rồi, thì là chú cháu anh em mình cùng tất cả người dân ở trong bản thì là đã hoàn thiện xong cái gạch block này. Thì là hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp nhá. Thì tất cả hôm nay thì là mình đã hoàn thiện rồi. Thì là một đống vữa và cũng là hoàn thiện xong rồi, thì là tất cả thì bây giờ là chú cháu anh em mình về. Thì là sau 2-3 hôm nữa thì là mình sẽ đến bản để hoàn thiện nốt. Hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp nhá. Xin chào các bạn. Ok, mọi người rất là vui luôn các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn nhá.